Dạ thì hiện tại là em đang di chuyển trên đường DT759B để mời cả nhà cùng xem một cái lô đất giá siêu rẻ được chính chủ nhà gửi bên em quay bán nha. Ở đây là Thanh đang di chuyển trên con đường này. Cả nhà biết không, ở đây sẽ có cây xăng cũng như là công ty xưởng điều, và ở đây mọi người hay gọi với cái tên quen thuộc đó là ngã ba hoặc là chợ Cầm Đơn của ấp Thanh Thủy, thị trấn Thanh Bình nha quý cô chú anh chị mình. Đó thì ở đây buổi sáng mình sẽ có những hàng quán tạp hóa, và những người dân của mình mà đánh bắt được cá sông cá đồng gì á là cũng mang ra cái ngã ba đây của mình bán. Và chợ của mình ở đây thì cũng đã sinh hoạt từ lâu đời tới giờ rồi, nên mọi người sẽ gọi với một cái tên là đặc trưng là chợ Cần Đơn đó. Và con đường của mình thì sẽ thông được xuống các tỉnh thành khác như Phước Bình, Đa Kia, Đồng Xoài, và xa hơn nữa là sẽ có hai nhánh này sang Gia Lai, Kon Tum hoặc là xuống thành phố đều được cả nhà mình đó. Và bây giờ là Thanh đã di chuyển tới cái ngã ba đó rồi nè, mời cả nhà cùng theo em và quan sát nha. Dạ thì vừa rồi là Thanh vừa di chuyển ngay cái chỗ cây xăng công ty cho cả nhà mình cùng xem ha. Bây giờ em sẽ quay ở ngay đây là cái ngã ba của chợ Cần Đơn, và con đường trước mặt đây của mình thì sẽ dẫn xuống là Đồng Xoài, Phước Bình, Đa Kia, mọi người còn hay gọi là đường quốc lộ 14 hoặc đường DT759B nha quý cô chú anh chị mình. Hiện tại Thanh quay lúc này là 11 giờ trưa, thì những hàng quán tạp hóa cũng như rau cỏ buổi sáng đây này cả nhà mình là cũng đã vơi đi nhiều rồi nha. Nếu như mà Thanh quay lúc cỡ 6 7 giờ sáng thì rất chi là đông luôn. Thì cái mảnh đất hôm nay của Thanh là sẽ chạy thẳng con đường này vào, thì từ đây mà vào trong lô đất là chỉ có đúng 800 mét thôi. Lô đất của mình sẽ nằm tại là ấp Thiện Cư, xã Thiện Hưng, huyện Bù Đốp, tỉnh Bình Phước. Chiều ngang là 15 mét, chiều sâu hai cạnh là được 67 và 70. Tổng diện tích của mình là được hơn 1.000 mét vuông. Chủ nhà bán hết là chỉ có đúng là 450 triệu bao sổ gặp trực tiếp chủ nha. Bây giờ em mời quý cô chú anh chị cùng di chuyển vào với em. Nếu mà mình đi từ đây lại khoảng là 500 mét nữa, bên màn hình tay trái của mình sẽ có là trường tiểu và trung học của cơ sở của đất thị trấn Thanh Hòa mình luôn. À quên, em lúc nãy là chưa giới thiệu trước màn hình của mình ha. Ở đây nếu mà mình chạy thẳng khoảng hơn 1 km nữa là sẽ lên tới được cụm khu trung tâm hành chính. Ở đó là sẽ là đầy đủ các ban ngành bộ não của Bù Đốp bọn em nằm ở đó nha. Bây giờ thì cả nhà cùng di chuyển với Thanh vào trong cái mảnh đất. Dạ thì trong thời gian theo dõi, cả nhà liên hệ trực tiếp cho em qua số điện thoại là 032 9393 717 hoặc 0362 176 779 nha. Dạ thì ở đây là sẽ có những hàng quán tạp hóa cung cấp đầy đủ đồ ăn thiết yếu nhu cầu cho người dân của mình nha quý cô chú anh chị mình. Dạ thì đây là ngay bên cái màn hình tay trái là lúc nãy Thanh vừa giới thiệu ha, là sẽ có trường tiểu và trung học cơ sở của đất ở đây là ấp Thanh Thủy, thị trấn Thanh Bình, huyện Bù Đốp, tỉnh Bình Phước nha cả nhà mình. Đó. Bây giờ cả nhà cùng di chuyển với em để đi vào trong lô đất nha. Từ đây mà vào đó, đối diện với ngay cái lô đất của mình sẽ có được cái cụm khu công nghiệp đã được tiến hành và đang đi vào hoạt động luôn cả nhà. Đó là công ty sản xuất chuối là 280 hecta của công ty Hoàng Anh Gia Lai nha cả nhà. Đó nên rất chi là tiềm năng và phát triển luôn. Bây giờ cả nhà cùng đi theo em nha. Đường của mình ở đây là đường liên xã nha quý cô chú anh chị mình. Đường của mình ở đây là liên thông, xe lớn, xe nhỏ di chuyển được hết. Điện, wifi, dân cư là đầy đủ. Đó, cả nhà thấy không? Lúc nãy là em vừa nói là công ty chuối này là ngay trước màn hình của mình luôn nha. Bây giờ mình chỉ cần đi qua cái khúc cua này nữa là mình sẽ tới được cái lô đất của mình luôn. Đó. Mùa này mùa cưới hay sao á quý cô chú anh chị mình, em đi ở khu vực là động đám cưới hoài luôn. Đó, ngày hôm nay chắc ngày đẹp cả nhà mình ơi. Cả nhà mình thấy ông dân cư ở đây là bao đông luôn. Và cái đất em đang di chuyển đây á là đất thị trấn nha cả nhà. Mà lô đất của mình là ấp Thiện Cư thì giáp danh thị trấn luôn, là chỉ có cách một bước chân thôi. Thì tí nữa vào em sẽ quay và chỉ đầu đuôi, cả nhà mình sẽ quan sát thực tế hơn ha. Cả nhà mình biết không, chuối này nhanh tốt dữ lắm luôn. Lúc đó em xem chắc coi cách đây khoảng 1 tháng 2 tháng thôi
là mới đi vào hoạt động trồng cây nhỏ xíu này, mà bây giờ cả nhà mình nhìn lớn chưa đó, mà cây nào cái đó to lắm. Ở đây là đối diện với mình là công ty 280 hectare chuối, và lô đất của mình thì ở ngay trước đây luôn. Dạ đây, đây là con đường đi vào trong lô đất của mình nha cả nhà. Đường bê tông này của mình đặc biệt hơn một xíu là sẽ rộng 5 mét lận cả nhà. Đó nên là hai xe ô tô có thể né nhau được luôn. Dạ đây nha, hiện tại là em đã di chuyển tới cái lô đất, em quay và giới thiệu cho cả nhà mình cùng xem. Này cả nhà, từ đây ra ngay cái đường mà liên xã lúc nãy mà Thanh vừa quay đó là gần lắm. Đó, và cả nhà biết không, ở bên đây lúc nãy Thanh nói đó là ấp Thanh Thủy, còn bên đất của mình là ấp Thiện Cư. Đó nha, nên cả nhà mình cùng xem. Bây giờ thì em sẽ di chuyển vào trong lô đất. Và lô đất của mình hôm nay cả nhà, hiện tại là chủ nhà đang để cao su, nhưng mà hôm sau bàn giao cho mình sẽ là mặt bằng đất trống nha. Đó là chủ nhà sẽ cưa cắt và dọn mặt bằng cho mình, giao đầy đủ cho mình là 15 mét mặt tiền chiều ngang đường bê tông đây, và sâu vào là 70, đầu đuôi vuông vức, sổ hồng sẵn cầm tay. Chủ nhà bán hết là 450 triệu bao sổ, gặp trực tiếp chủ nhà nha quý cô chú anh chị mình. Bây giờ thì em sẽ đo hướng, cả nhà cùng xem hướng với em nha. Đây Thanh sẽ đo hướng trên điện thoại, cả nhà cùng xem với em luôn. Đó, đây là hướng nam luôn nha cả nhà. Đó, đây là trên máy của Thanh luôn. Đó là hướng nam. Và bây giờ em sẽ test khu vực dân cư lên cho cả nhà mình cùng xem với em luôn. Đây này cả nhà mình nhìn, em test thông tin quy hoạch lên này. Đó, là ở đây là khu dân cư nha. Đối diện với mình thì sẽ là 280 hectare đất trồng chuối của công ty đã được quy hoạch. Đó, và đây là khu dân cư luôn. Em quay thế này là thực tế thì cả nhà mình xem nó sẽ hơi bị mờ ha. Đó, đây. Bây giờ thì cả nhà biết sao không? Mọi hôm là em có thể đi được cái đường kia vô, nhưng mà bây giờ thì em sẽ quay thế này cho cả nhà mình cùng xem giúp em nha. Còn đi vào trong lô đất là đây cả nhà mình này, đất rất chỉ là bằng phẳng luôn. Và khi mình đến thì sẽ gặp được chính chủ và xem sổ sách pháp lý rõ ràng luôn cả nhà mình. Còn cái đuôi đất của mình thì sẽ giáp với cái nhà hàng xóm ở dưới đây cả nhà. Đó. Và trong tất cả video của em thì quý khách hàng đã mua và liên hệ với Thanh thì sẽ được đảm bảo các yếu tố là đất của mình ở đây là đúng đất, đúng vị trí, không quy hoạch, không tranh chấp, không kê biên, đúng số tờ, số thửa. Và khi mình lên đó là sổ của mình là sổ sẵn cầm tay. Đó, và cái giá đây là chủ nhà mong muốn bán nhanh nha cả nhà. Với cái thời điểm mà như đất bây giờ đó thì Thanh thấy rất là phù hợp luôn. Bởi vì sao ạ? Cái thứ nhất là đất của mình này, là giáp danh đất thị trấn, và Thiện Hưng của mình cũng đã được duyệt lên thị trấn rồi cả nhà. Đó. Và cái thứ hai nữa là gần trung tâm trường chợ trạm cụm khu dân cư, đường đi lối lại, và một cái ưu điểm và tiềm năng về sau này đó là công ty trước mặt mình. Thì với cái diện tích đất của mình đây 15 mét mặt tiền đây, và chiều dài là mình có thể xây nhà trọ và để cho anh chị em công nhân mình có thể ở, và mình có thể buôn bán nhỏ hoặc là sinh hoạt trong đây. Còn đi thẳng vào trong đây ấy cả nhà, còn rất nhiều hộ dân nha. Nhưng mà em cũng nói rõ đường của mình ở đây là đường không có thông, đường chỉ đi vào các hộ, khu gia đình thôi. Còn chạy dọc của mình thì đã có đường điện dân cư ở đây rồi cả nhà. Đó. Dạ thì trong thời gian theo dõi, em rất mong được cả nhà quan tâm và ủng hộ em bằng một nốt like hoặc một nốt đăng ký. Và thấy cái nguồn Thanh đăng quay đây phù hợp thì liên hệ cho Thanh qua số điện thoại là 032 9393 717 hoặc 0362 176 779 để em quay và gửi những cái thông tin cho cả nhà mình cùng xem nha. Còn nếu như cái nguồn mà Thanh đăng quay đây, nếu cả nhà mình cảm thấy chưa phù hợp á, thì em cùng mời di chuyển vào trong kênh của em là Đỗ Thanh Nhà Đất Bình Phước để tham khảo về nhiều nguồn đất. Trong đó là cả nhà cũng biết rồi, kênh của em sẽ đất đa dạng luôn, là từ đất nền, đất xào và tài chính thì đầy đủ. Nếu cả nhà mình vào mà vẫn chưa ổn thì gọi điện cho Thanh nha, để có thể là nhu cầu và khách hàng muốn kiếm lô đất như thế nào thì em sẽ kiếm và gửi cho khách hàng mình tham khảo. Em rất mong được bén duyên cùng với quý cô chú anh chị mình gần xa. Nguồn đất trên Bình Phước trên em thì đang còn rộng và giá cả rất chi là hợp lý luôn. Đó. Cả nhà mình biết sao không? Bọn em cũng rất mừng luôn. Như hôm nay thứ bảy và chủ nhật, nhưng mà bọn em vẫn được các cô chú anh chị tin tưởng công chứng được thứ bảy chủ nhật, và cũng được các văn phòng rất anh chị rất chi là nhiệt tình hỗ trợ bọn em, là giúp bọn em công chứng hoàn thành cho khách được luôn cả thứ bảy chủ nhật luôn.
Đó, nên rất chỉ là trọn vẹn. Em rất mong được cả nhà quan tâm và ủng hộ nha. Dạ thì đến đây Thanh cũng xin phép tạm dừng video tại đây. Cảm ơn cả nhà đã quan tâm và ủng hộ. Lô đất của Thanh vừa giới thiệu là chiều ngang được 15m, chiều sâu được 69, một bên 70, tổng diện tích là được hơn 1.000m², sổ sẵn cầm tay, chủ nhà mong muốn bán hết là 450 triệu bao sổ sách gặp trực tiếp chủ nha. Hẹn gặp cả nhà tại những video tiếp theo của em.